Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vân Hồ cũng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Huyện Vân Hồ đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV, thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã trên địa bàn, thành lập 2 đội chống dịch cơ động thuộc Trung tâm Y tế, 2 đội cấp cứu lưu động thuộc Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, công khai đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh, tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại 193 điểm, trong đó có 141 điểm trường, 11 điểm dừng nghỉ của du khách, 41 khu vực công cộng. Các đơn vị y tế trực phòng chống dịch 24/24 giờ. Là chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các bản, và trực tiếp là trạm y tế đã phát thuốc khử trùng cho tất cả các điểm trường của trung tâm và của các điểm lẻ. Tuyên truyền là khi bệnh nhân và người nhà đến khám thì phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để tránh cái lây lan. Hiện nay, xã Tân Xuân có 52 trường hợp vắng mặt lâu ngày tại địa phương, trong đó có 51 người được xác định là xuất cảnh bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, và Trường Xuân có 31 trường hợp khai báo là đi làm thuê tại tỉnh Lào Cai và được xác định là sang Trung Quốc. Khả năng những người này trở về địa phương từ vùng có dịch là rất cao. Do đó, huyện Vân Hồ yêu cầu các xã theo dõi và nắm bắt kịp thời những người trở về địa phương và có biện pháp cách ly đối với các trường hợp nghi có dấu hiệu mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, tránh dịch bùng phát và lây lan trên địa bàn. Tân Xuân là một cái xã biên giới và là một cái xã mà có tỷ lệ mà người đi làm ăn xa cũng tương đối đông. Thì ngay sau khi mà nhận được chỉ đạo cấp trên thì xã đã tập trung chỉ đạo cho hết là rà soát những người mà đi làm ăn xa. Và thứ hai nữa là phối hợp với trung tâm y tế là tổ chức cho các tổ là phun, trước hết là phun các điểm trường. Thứ nhất, thứ hai nữa là đối với xã thì đang thành lập cái ban chỉ đạo. Để chủ động phòng chống dịch, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện cũng đã cho học sinh tạm dừng nghỉ học theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện Vân Hồ cũng yêu cầu đồn biên phòng Trường Sơn theo dõi quản lý chặt chẽ các đối tượng ngoài biên giới vào địa bàn bằng các đường tiểu ngạch, tuyên truyền nhân dân tránh ra ngoài đi lại nếu bị sốt, ho hoặc khó thở. Hiện nay, huyện Vân Hồ chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.